chiến binh ẩn mình trong bóng tối, mạnh mẽ, thiện chiến, dũng cảm, có thể khiến hàng nghìn kẻ khủng bố biến mất trong ngôi nhà của chính mình mà không một ai hay biết. Đội đặc nhiệm Alpha đến từ nhà. Chiến binh ẩn mình trong bóng tối, mạnh mẽ, thiện chiến, dũng cảm, có thể khiến hàng nghìn kẻ khủng bố biến mất trong ngôi nhà của chính mình mà không một ai hay biết. Đội đặc nhiệm Alpha đến từ nhà. Đủ sức chống lại 10 chiếc Su-30. Sở hữu công nghệ tàng hình bị động tốt nhất thế giới, tích hợp khả năng tác chiến điện tử cùng trí tuệ nhân tạo, kèm khả năng tác chiến ngoài tầm nhìn. Những chiếc F-22 Raptor xứng đáng là con át chủ bài giúp không quân Mỹ tự tin chiếm ưu thế tuyệt đối trước bất kỳ chiếc tiêm kích nào đến từ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Chiếc tiêm kích đáng sợ nhất hành tinh, chiếc man thịt F-22 Raptor. Tưởng độc cô của bại trên không của Mỹ sẽ không bao giờ có đối thủ xứng tầm. Thế nhưng lịch sử đã chứng minh rằng không có một loại vũ khí nào là bất khả chiến bại. Triều đại thống trị bầu trời của B-2 Spirit đang dần bị sụp đổ. Teakaria sẽ xoán ngôi được bóng ma bầu trời B-2 Spirit. Trụ cột trong kế hoạch hiện thực hóa mọi tham vọng gian đe can thiệp lên phạm vi toàn cầu từ những bờ biển trên khắp 4 đại dương. Sức mạnh của họ là khả năng thâm nhập tấn công bất kỳ vùng đất nào, miễn là ở đó có những kẻ mang dã tâm đe dọa đến cái gọi là lợi ích cốt lõi của cường quốc mạnh nhất thế giới. Vâng, đó chính là những khả năng của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, lực lượng quân sự nổi danh khắp thế giới. Sứ mệnh bảo vệ tuyệt đối từ trên không trong một vùng lãnh thổ có tầm vóc tương đương với cả một hành tinh. Đối với loại vũ khí này, hầu như không mục tiêu nào là không thể tiêu diệt, cho dù đó có là loại phi cơ nhanh nhất thế giới, tên lửa hành trình thế hệ mới và cả vệ tinh nhân tạo. Vâng, chúng tôi đang nói về tiêm kích đánh chặn MiG-31, loại phi cơ mang năng lực